tới bến đò Trọng Phủ à? Dạ. Đây bến đò Trọng Phủ mà. Dạ. Cái ngã ba đó, ngã ba gì, ngã ba Dầm Sáng phải không? Dạ. Chỉ có đau lưng lấy này vừa nè nha anh ơi. Dạ. Nó đông lưng rồi nè. Cái sao ngồi nè.
dầu hay vậy? Có đổ dầu không? Dạ. Thì nhỏ cho nghe điện thoại.